Mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ có những sản phẩm du lịch mới cùng hạ tầng du lịch không ngừng được đầu tư, nên năm 2020, du lịch Cát Bà vẫn thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hiện vẫn đang là sản phẩm du lịch mà Cát Bà còn thiếu trong bối cảnh nhu cầu của du khách trong nước ngày càng cao. Sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế với những sản phẩm du lịch cao cấp không chỉ giải quyết bài toán mùa vụ mà còn mở ra cơ hội đưa Cát Bà trở thành thiên đường nghỉ dưỡng 4 mùa. Nếu như trước đây muốn tổ chức hội nghị hội thảo với quy mô lớn thì trọng điểm du lịch Cát Bà chưa đáp ứng đủ yêu cầu và tiêu chuẩn. Thế nhưng ngay trong những ngày đầu năm, Diễn đàn Lữ hành Việt Nam 2021 có chủ đề Giải pháp khôi phục và phát triển với sự tham dự của gần 500 đại biểu đã được tổ chức thành công tại tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Flamingo Cát Bà Beach Resort. Flamingo Cát Bà tự hào có một tổ hợp hội nghị hội thảo rất là lớn, 1.600 m², có công suất tối đa lên đến 1.000 khách dự hội nghị hội thảo. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức các cái hoạt động bên lề của hội nghị hội thảo như các cái hoạt động team building, các hoạt động trekking trải nghiệm, vượt rừng ở quốc gia Cát Bà. Tôi nghĩ là điểm đến của Cát Bà trong năm 2021 với tổ hợp nghỉ dưỡng của Flamingo sẽ vô cùng hấp dẫn cho thị trường du lịch. Nắm bắt xu thế của du khách trong nước, mong muốn đi du lịch nội địa trong bối cảnh các đường bay quốc tế đang tạm ngừng do đại dịch COVID-19. Các hãng lữ hành, dịch vụ du lịch cùng các cơ sở lưu trú đã sớm triển khai các gói dịch vụ kích cầu du lịch với nhiều chương trình ưu đãi, góp phần phát huy tối đa tiềm năng du lịch nội địa. Theo chúng tôi thì trước nhất là các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và đặc biệt là lữ hành quốc tế trong thời gian hiện nay thì cần phải có một cái sự chuyển đổi linh hoạt và coi như là hướng tới một cái hoạt động bền vững hơn để làm sao là trong giai đoạn hiện nay có thể tồn tại và phát triển. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần thiết sẵn sàng có những chương trình, những cái sản phẩm về kích cầu. Với những phòng tổ chức hội nghị hội thảo có sức chứa lên tới hàng nghìn người cùng nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp, Flamingo Cát Bà Beach Resort đang là sự lựa chọn phù hợp để phát triển nhanh các loại hình du lịch MICE, hình thức du lịch kết hợp với tổ chức hội nghị đang có tiềm năng phát triển tại trọng điểm du lịch Cát Bà. Với sản phẩm của Flamingo Cát Bà Resort với toàn bộ tổ hợp tại đây thì chúng tôi đã cung cấp một cái sản phẩm hoàn thiện, hoàn hảo cho du khách bốn phương. Ngoài biển đảo và vịnh Lan Hạ tuyệt đẹp của Cát Bà thì chúng tôi còn có một cái tổ hợp nghỉ dưỡng 4 mùa với tất cả những các cái dịch vụ, ví dụ như là tổ hợp bể bơi 4 mùa, tổ hợp tắm khoáng onsen kiểu Nhật và các khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất của Việt Nam. Thì đấy cũng sẽ là một cái sản phẩm rất là hấp dẫn cho du khách, gia đình nghỉ dưỡng có đầy đủ trải nghiệm trong một tổ hợp. Quần đảo Cát Bà có nhiều lợi thế về cảnh quan và giá trị đa dạng sinh học, nhưng tiềm năng về du lịch chưa được phát huy tối đa, hay nói cách khác là vẫn chưa được đánh thức một cách trọn vẹn. Sự xuất hiện của tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Cát Bà Beach Resort góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch Cát Bà đối với du khách, nhất là việc từng bước thay đổi cách làm du lịch của Cát Bà từ mùa vụ chuyển sang du lịch 4 mùa. Flamingo Cát Bà Beach Resort được kỳ vọng sẽ nâng tầm đẳng cấp du lịch nghỉ dưỡng Cát Bà trong mùa du lịch năm nay.